Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 19 chứ 19 tháng 6 năm 2024. Hiện tại bây giờ em đã về Vĩnh Long. Thì ngày hôm nay buổi sáng thì em đang ở tại Bảo Tàng tỉnh Vĩnh Long. Em sẽ chia sẻ với cô chú anh chị về ông ngoại mà thông thạo 4 thứ tiếng và là người con Lai Pháp. Thì sau khoảng thời gian thì ông ngoại đã sử dụng chiếc xe của nhà hảo tâm, đó là anh Chí tại Mỹ. Và bên cạnh đó thì ông ngoại có làm theo một cái khung để che nắng che mưa rất là lạ và độc luôn. Có thể nói là trong những cái số xe mà em gửi thì đâu đó trên dưới gần 200 chiếc xe ba bánh điện, thì đây là một trong những cái ý tưởng của ông ngoại mà làm một cái mui, có thể nói là nó cũng rất là khác biệt so với những cái ý tưởng của những người khuyết tật, những người tai nạn hoặc là bệnh tật khác bán vé số. Thì đây cô chú anh chị xem giùm em nha, là ông ngoại đang đi bán ở phía sau lưng em. Thì sẵn ngày hôm nay em sẽ chia sẻ với cô chú anh chị về cái ý tưởng của ông ngoại trong cái công việc mà bán vé số và cũng như là làm cái mui nó khác biệt ở điểm nào nha. Dạ, ông ngoại đang mở vé số phía sau lưng em, ông ngoại đang đi tới nè cô chú anh chị. Đây. Bây giờ em đang đợi ông ngoại chạy tới để chia sẻ với cô chú anh chị về cái mui của ông ngoại lột ra sao, như thế nào và giá tiền bao nhiêu nha. Như cô chú anh chị cũng biết á, là cái video mà em quay về hoàn cảnh của ông ngoại á, nhưng được tấm lòng của anh Chí á, là được rất rất là nhiều cô chú anh chị xem và thương yêu ủng hộ ông ngoại luôn. Tuy nhiên thì em lại luôn luôn là muốn san sẻ tình cảm yêu thương của cô chú anh chị đến với những hoàn cảnh khác, thành ra là em không có quay ông ngoại nhiều. Tuy nhiên ngày hôm nay thì gặp lại ông ngoại. Dạ con chào ông ngoại. Mạnh giỏi con. Dạ con khỏe. Cảm ơn ông ngoại. Sức dạ. Khỏe là bà. Dạ. Ông quý bằng sức khỏe. Dạ. Ông ngoại chạy xe đi bán được bao lâu rồi ông ngoại? Đấy, gần 20 ngày rồi. Gần 20 ngày. Ông ngoại nhớ rõ dữ vậy ông ngoại? Nhớ chứ. Dạ. Đâu còn minh mẫn nữa. Dạ. Vậy là ông ngoại làm cái mui che nắng che mưa là đã xong rồi. Chưa ạ? Rồi xong rồi đó. Dạ. Dạ. Xong rồi. Chú đây chú kéo thử cho con xem cái ông ngoại. Đó. Dạ. Con đỡ lên coi. Dạ. Cái mui này thì cô chú anh chị thấy khá là giống với cái mui của những chiếc xe lôi ngày xưa. Ngày xưa đó. Dạ. Cái này giống như con rùa phải không? Như con rùa à. Dạ. Giống như con rùa. Dạ. Con rùa tiếng Pháp gọi là gì ông ngoại? Tọt tư, lơ tọt tư là con rùa. Dạ. À, lơ dạ. Sạc băng là con rắn. Dạ. Ừ. Vậy là nó giống như là cái mui của con rùa. Giống như cái hình này, dáng giống con rùa ghê không? Dạ. Ồ. Quá chi lơ tọt tư. Dạ. Pháp nó đây là con rùa. Dạ. Cho ra là rất đẹp luôn á cô chú anh chị. Rồi từ đâu mà ông ngoại có ý tưởng là làm cái mui như cái thế này? Cái này là do ý đê là tư tưởng dạ. của ông ngoại dạ. vẽ ra cái xê ma này dạ. là cái gì kêu mà xê ma dịch tiếng Việt kêu mà cái gì mà không biết. Dạ. Xê ma là cái họa hình vậy đó. Họa hình dạ. Rồi, rồi người ta mới cái ông mướn thợ đất đến đây làm y như cái ý ông ngoại. Dạ. Con thấy đây đâu có thằng nào mà làm mưu giống ông. Dạ đúng rồi. Mấy chục thư. Con là con trao là gần như là 200 chiếc xe ba bánh điện. À. Tuy nhiên chỉ có một mình ý tưởng của ông ngoại là khác biệt thôi. Cái này kêu là tiếng Pháp là cái này là kêu bằng cái gì? Cái gì mà different là dạ. khác biệt dạ. tiếng Pháp gọi là different dạ. là khác hơn người ta đó. Dạ nhưng mà con thấy được một cái như vậy thì nó gọn không ngoại ha. Dạ về cái chung cư mình dạ. hạ xuống được. Vậy là coi như là vô chỗ mình ở thì ông ngoại có thể là hạ xuống được hạ hen xuống được đó. Dạ quá trời đẹp luôn. Dạ ý tưởng vậy là xuất sắc không ngoại ha. Chứ dạ. con thấy nội trợ Vĩnh Long không có nào có cái mui dạ. giống như con rùa đó. Dạ. Không biết là ông ngoại hôm bữa ông ngoại đặt mà làm cái khung này hết bao nhiêu ông ngoại? 800 ngàn. 800. Còn cái cầu thanh á, lọt dạ. cái này, ông ngoại đưa nó 200 ngàn đó, nó cado nó cho không, nó làm phước à. Dạ. Nó không lấy tiền. Dạ. Cái cầu thanh phường 3 đó, dạ. đường Nguyễn Nhân Thiệt đó. Dạ, cầu thanh nệm đó. Nệm đó. Dạ. Bố có trả, bố nói, bố cũng có điều kiện.
Dạ. Đấy, cháu lấy số tiền mà giúp cho người khác, bởi vì cũng có Mạnh Thường Quân cho tiền rồi. Dạ. Ông nói không, tôi nói giờ tôi mai cho người khuyết tật này để làm phước thôi. Dạ. Không lấy tiền ai. Dạ. Quá quý luôn. Nhưng mà con phải nói là cái ý tưởng ngoài rất là hay. Dạ. Tại vì ngày trước thì cũng có một bà ngoại cũng muốn làm như thế này, nhưng mà cái ý tưởng nó chưa tới, thành ra là chưa có làm được cái khung sắt như thế này. Dạ. Thì ra là ông ngoại làm với cái giống như là một cái mui của con rùa. Hay giống quá như, ông ngoại. Giống như cái mui rùa. Dạ. Quá đẹp luôn. Xuất sắc. Dạ, cái này là ông ngoại che được mưa phía sau luôn nè. Dạ. Rồi che nắng được phía mưa, trước. Mưa to cũng nhảy vô trong hè phố luôn mà. Dạ. Lúc chứ nhưng mà tạt thứ có chơi không có chịu. Dạ. Kể từ lúc mà có chiếc xe tới giờ thì ông ngoại bán được một ngày được bao nhiêu tờ cũng, rồi ông ngoại? Thì cũng hồi đó giờ cũng mỗi ngày cũng như vậy thôi. Dạ. Chứ không có dám lấy nhiều. Dạ. Bởi vì sức khỏe càng ngày nó càng kém rồi. Dạ. Chứ ông ngoại ăn cũng không bao nhiêu. Dạ. Quan trọng là ráng để mà đóng tiền nhà trọ rồi vậy thôi. Dạ. Cái đó bắt buộc phải có thôi. Dạ. Tiền đèn, tiền nước rồi buộc lòng vậy thôi. Dạ. Chứ còn nếu mà ông ngoại mà có được cái túp liều tranh với hai quả chân vàng chắc ông ngoại cũng không có cần gì bán chân. Dạ. Ngày bán chừng 50 tờ đó cũng sống được. Dạ. Ngạc bây giờ ông ngoại không có túp liều tranh. Dạ. Giống như Mai Lợi Quyền với Hùng Cường cả. Vậy là bây giờ một ngày ông ngoại bán 100 mấy con quên rồi. 120. Dạ. Nó có 10 lô à. Dạ. Từ ví dụ bán 01 mà phải có số 10. Dạ đúng. Nó đối qua đó lợi vậy. Dạ. Mà một lô thì nó có 12 tờ. Dạ. Thì 10 cặp vậy nó 120 tờ. Dạ. Vậy là kể từ lúc mà ông ngoại 20 ngày nay, ông ngoại là bắt đầu chạy chiếc xe đi bán luôn. Cũng chạy. Dạ. Cũng bán như xưa đi bộ, cũng ngày 120 vậy thôi. Dạ. Không có. Nhưng mà nó có khỏe hơn cho đôi chân ông ngoại không? Trời, cái đó đâu. Chắc chắn cái này cũng như uống được thang thuốc bổ mỗi ngày. Dạ. Vậy là coi như nó khỏe hơn rồi cho ông ngoại nhiều lắm ha. À. Dạ. Bữa nay khi mà thấy ông ngoại mà sức khỏe nó được ổn định là không cần phải mà nội bộ. À. Cái thứ hai nữa là bây giờ đã được che nắng che mưa như vậy là quá là hạnh phúc luôn rồi. À, con quá, nghĩ quá sung sướng. Dạ đúng rồi. Đời đời người mà từng tuổi này mà được có cái dịp bay hiếm có rồi. Dạ. Vậy là cái này ông ngoại kêu người ta sơn luôn không ngoại? Mướn sơn. Dạ. À, hết mướn sơn hết nhiêu ngoại? 200 ngàn. 200 ngàn. Dạ, sơn không là 200 ngàn đấy ha. Dạ. Dạ, còn cái khung là cháu nội 500. Có Bạch Mã. Dạ. Biết Bạch Mã sợ sơn hả? Dạ con biết. À, cháu nội sơn nè. Dạ. Dạ sơn hay nó chê, nó chê làm ba cái lạc chặt nên nó không làm, nó sơn xe rồi kìa. Tại vì nó quen với ông Quang Tiến á. Dạ. Ông Quang Tiến yêu cầu nó mới sơn á. À. Chứ nó không có lãnh ba cái lạc chặt kìa. Dạ. Có nghĩa là nhỏ quá người ta không có làm. Làm nó ít quá. Không có thu nhập gì. Dạ đúng rồi. Mới nó cũng nói mấy chục năm nay sơn xe, mới sơn xe ông ngoại là đầu tiên. Dạ. Nhưng mà từ đâu mà ông ngoại nghĩ ra cái ý tưởng là mình làm cái mui theo cái dạng hình con rùa vậy ông ngoại? Thì làm nhiều khi trưa khuya uống cà phê á. Dạ. Khuya ông ngoại dậy sớm nó ngủ không. Dạ. Được. Dậy pha cà phê uống rồi mình tính bây giờ làm cái mui sao cho nó gọn ghẽ. Dạ. Có thể gấp đi gấp lại. Dạ. Dạ. Cái hình dáng nó phải cái kiểu mô đen kia nào. Dạ. Coi cho nó đẹp, thấy mấy kia làm cái mui xung đột không, giống như mà cái cục rách vậy. Dạ. Nó không có hay. Dạ. Bởi vậy qua đây cũng có nhiều người chụp hình khen. Dạ đó. Là người ta cũng muốn bắt chước ý tưởng của ông ngoại phải không? Mấy cũng có nhiều thằng đó, mới mốt chắc tôi gỡ cái mui rồi tôi muốn nó làm như dạ. Ông vậy. Dạ, thật sự nó làm ông ngoại nghĩ ra cái ý tưởng này nó rất là hay luôn. Dạ, nó nhìn thấy nó gọn mà nó hôm nhìn nay, cái xe nó đạp. Qua đây hai ba người cũng có cái mô xe vậy, cũng khuyết tật. Nó chắc nay mốt tôi gỡ, nó tôi cần càng nó bự quá, nó ô vậy. Nó đi tới đi luôn, nó, dạ. Nó chặt kẹp nữa, dạ. Đá chặt, thấy nó không có gọn gàng vậy. Dạ. Nó nói tụi bay ơi, tao ra cái lý xăng này tự bắt trước coi đóng tiền nha. Dạ, là ý tưởng ha ngoài ha. Dạ. Đóng tiền nha. Muốn nhái là phải đóng tiền lại hen. Như mua cái lý xăng là. Dạ. Mua bản quyền là phải trả tiền. Dạ. Thật ra là cũng rất cái con nghĩ là cái người mà người ta hàng này là cũng hay lắm đó. À. Là hiểu được cái ý nguyện của ông ngoại. Mình chỉ từ ly từ tí nha. Dạ đó. Chứ đâu phải là dễ mà làm được cái này đâu. Ừ. Dạ. Mới vậy. Bây giờ mua bản quyền lại rồi phải tiền. Cũng biết xong là tiền còn á. Dạ. Thật sự thì bây giờ con thấy ông ngoại làm cái này là nó hay quá. Mà bây giờ một ông ngoại bán là thường tới mấy giờ là hết? Thường thường 11 giờ, 12. Dạ.
bữa nào ấy 12 giờ. Dạ, vậy là cũng ngang ngửa với ông ngoại đi bộ ha. À, cũng vậy đó. Dạ, cũng vậy thôi, nhưng mà đỡ được cái đôi chân của mình. Đỡ cái này, dạ, là con sống thọ được vài năm cũng nhờ con á. Dạ. Con cho ông ngoại sống thêm vài năm. Dạ, cảm ơn ông ngoại. Mà như con nghe nói là ông ngoại rất là uống giải khát, là ông ngoại uống bia không chứ ông ngoại đâu uống nước phải không? Không uống nước, ngày uống một chai bia. Ủa, dạ. Bởi vì bia, tại sao ạ? Tại chất bia nó có chất lông. Dạ, có chất lông là cái chất gì, biết cái gì phải không? Dạ là gì ạ? Lúa mạch. À dạ, lúa mạch. Mà nó đắng đắng, cái gu nó đắng đắng. Dạ. Nó uống vô nó mát. Dạ. Mà nó khỏe, người tăng thể lực. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Con uống cà phê này với con uống nước đá chanh, con uống chừng nào nó khác nước chừng nấy. Dạ. Con uống vô chai bia mà đừng có bỏ nước đá nhiều nha. Đừng bỏ nước đá nhiều. Mà uống lá xê là càng tốt. Dạ. À, vậy. Ông ngoại uống lấy cục đá nhỏ nhỏ uống, dạ, hết chai. Là về ăn cơm bữa nào cũng một ngày mấy chai không ạ? Chai có con khi hai chai. Hai chai có khi hai, dạ, khỏe trong người hai chai. Dạ. Thường thường trung bình chai thôi. Dạ. Vậy thôi. Mà uống vô thì nó có cảm giác như thế nào không ạ? Thấy nó mát rồi. À, dạ. Thấy sức lực nó tăng lên. Dạ. Dạ. Nó hết khát nước. Dạ. Ừ. Vậy là bia nó có, tốt hơn cà phê. Mà bia loại rất tiền á. Dạ. Chứ con mua ba cái loại mà rẻ tiền á, nó là cồn trong đó. Dạ. Tiếng Pháp gọi là alcohol đó. Alcohol. Tiếng, dạ, Pháp gọi là alcohol c'est boisson. Rượu, dạ, là sốt độc. Dạ. Boisson là viết chữ bê trên đó nha. Dạ. Chữ bê dưới boisson là con cá. Dạ. À, bê trên nó mới là sốt độc. Dạ. Cũng độc boisson. Dạ. Ừ. Vậy là bia thì nó tốt hơn rượu. Rượu. Dạ. Rượu bởi vì nó cái nồng độ nó lên tới 36 độ. Dạ. Còn bia, nóng quá. Bia nó có 6 độ. À. Dạ. Là bia nó tốt hơn. Tốt hơn. Vậy là ông ngoại uống loại gì hàng ngày không ngoại? Thường thường uống Tiger hoặc là Ken. Dạ, mấy cái loại mà nó có đắt giá. Tiền. Dạ, đắt tiền chút. 18-19 ngàn luôn ạ. Dạ. Uống luôn nói. Vậy là ngày ông ngoại bán được nhiêu là ông ngoại trả tiền nhà. Dạ. Chứ ông ngoại uống nước thôi, uống bia thôi. Với, dạ, về nhà nấu cơm ăn không có gì. Dạ. Ăn đâu có nhiêu. Dạ. Bữa cơm ăn chừng chén lưng lưng à. Dạ. Ông ngoại làm một món thôi. Dạ. Ăn từ sáng tới chiều cũng món ra thôi. Dạ, đúng, chứ đúng không, rồi. Chứ không có làm dễ duyên lúc hồi xưa rảnh rỗi thì là muốn chiên, muốn xào, muốn nấu còn mình ra. Dạ. Thích món gì mình chơi thì giống như ba tàu hầm mà lần ngắn cấu bỏ chung vô nấu một lọ. Dạ. Rồi ớt ngay cua tôm thịt thì bỏ vô một chai. Dạ. Giống như người tàu hầm, dạ, mà lần trắng cấu luôn tiếng tàu. Dạ. Tiếng tàu hầm mà lần là đủ nước. Dạ đúng rồi. Vậy là bây giờ mình chỉ ăn đơn giản vậy thôi. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Kể từ lúc mà ông ngoại đi bán bằng chiếc xe này thì người ta có cho quà ông ngoại nhiều không? Cũng ít. Ít không, ít có không ngoại? Có. Dạ. Có người đó cho tiền. Dạ. Gửi tiền cho. Dạ. Một bà đó cũng ở đâu ở dưới Vũng Liêm á. Dạ. Mới gửi lên, mới có đọc coi cái YouTube á. Dạ. Má bà cũng khen quá. Má còn nói ông làm diễn viên được. Dạ. Nói rất là đúng văn phạm mà không có chất như nào hết. Dạ. À, ông có thể làm diễn viên gửi cà đô 200 đồng, 200, dạ, ngàn. 200 ngàn. À, dạ. Hỏi số tài khoản, dạ, của ông, ông cho số chuyển, dạ, vô Agribank. Dạ. Lãnh 200 ngàn hôm nay chắc cũng xài hết. Vậy là ông ngoại vẫn có số tài khoản ngân hàng hả? Có chứ. Dạ. Vậy ông ngoại tạo lâu chưa? Tạo lâu rồi. Dạ. Hồi xưa tại vì nhiều khi mấy bạn bè rồi, dạ, nước ngoài rồi con cháu rồi, lâu lâu nó gửi về nó cho Tết á. Dạ. Chứ còn ngày thường nó không có cho. Dạ. Tết nó gửi về. Hồi đó nó gửi qua cái đường dây nóng á. Dạ. Phải tiền vứt á. Dạ đúng. Ở rồi. Ở bên Cần Thơ nó qua đem đô la qua đây. Dạ. Nó phải tiền cước nhiều. Dạ, dạ đúng. Còn bây giờ mình có cái tài khoản, nó bển nó chuyển qua đây. Dạ. Qua đây trong ngân hàng nó sẽ báo tin. Dạ đúng rồi. Nó báo tin mình. Dạ. Gửi qua trong vòng 15 phút mà nó báo tên là, dạ, có tên người nào gửi cho ông bao nhiêu. Dạ. Nó nói liền. Dạ. Kể từ lúc mà con đưa video của ông ngoại lên á, dạ, là gần như con thấy là cô chú bác anh chị nào cũng khen ông ngoại hết. Dạ. Còn nói ông ngoại tại sao không để cho ông ngoại làm cái phiên dịch viên tiếng Pháp. Dạ, tại vì ông ngoại lớn tuổi mà nét chữ ông ngoại không bị rung, dạ, mà nó rất là đẹp, viết đẹp. Dạ, mà nghe chuẩn mà nói chuẩn nữa. Dạ. Đó, thành ra là gần nhiều người ngưỡng mộ cái độ tuổi của ông ngoại, dạ, mà được sức khỏe với cái đầu óc minh mẫn như vậy là rất là hiếm luôn. Hiếm lắm. Dạ. Có người được lần đủ này phải rãng thôi chứ. Dạ đúng rồi. Có ai mà được thêm cái nữa là ý tưởng của ông ngoại mà làm cái mui như thế này là
mới lần đầu tiên con mới thấy thôi. Dạ. Nội trợ Vĩnh Long nè, có ông ngoại cái này kêu đặc biệt. Dạ đúng rồi. Bây giờ cái này chỉ có mình ông ngoại đúng ở Vĩnh Long thôi. Ở Vĩnh Long. Nhưng mà con nghĩ sau này là họ sẽ bắt chước ông ngoại nhiều quá. Đây là cái ai bắt chước là ông ngoại có thu nhập. Phải mua bản quyền của ngoại. Dạ. Chứ bây giờ thật sự thì làm này nó gọn dữ lắm nè. Nó mình thấp xuống cũng được. Mình khi nào nắng quá thì kéo lên. Dạ. Mà cái này một mình vươn được không ông ngoại? Được chứ. Dạ vẫn được nha. Hôm qua đây ông ngoại chưa có đổ nhớt á. Dạ. Chưa gì đổ nhớt vô đó. Dạ. Đổ nhớt vô mấy chỗ cái khe sơn này đó ha. Tiếng Pháp gọi là rắc co. Dạ. Cái này kêu rắc co là mấy ông ngoại bật cái bát này lên. Dạ. Đã lâu rồi chú Tây chú hạ xuống con xem. Đó bật cái này lên nè. Nó hở này nè thấy chưa. Dạ rồi. Nó hở cái này nè. Cái móc là bát chịu. Dạ cái bát. Cái bát chịu. Cái móc chịu đó. Dạ. Rồi đó vậy là xuống nè. Đó. Dạ. Cái này giống y chang chiếc xe lôi kéo ngày xưa á. Dạ. Rồi rồi kéo kéo lên chú Tây. Dạ. Dạ 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 kéo kéo cho con quay một cái thôi. Dạ ông ngoại ha. Dạ. Dạ đó quá đẹp. Hay quá. Dạ. Bà nói là cái ý tưởng này xuất sắc. Dạ. Bởi ngay cả mà chiếc xe mà ông ngoại thiết kế cái mui tre nó cũng đã sự khác biệt. Gần như là ai cũng khen ông ngoại là cái tầm văn hóa với tri thức của ông ngoại ngày xưa là dữ dội lắm. À, đó, dạ. Ông ngoại cũng nhờ hồi xưa những thầy giáo dạ. giỏi dạy ông ngoại là hồi đó mấy ông cha không à với mấy bà Phước á. Dạ. Hồi đó dạy ông ngoại, học trường đạo Ta Be Sài Gòn. Dạ. Thành ra trong đó là con nói là học đó là ra giỏi lắm. Dạ. Những người mà làm lớn ở xã hội này đa số là học trong trường Ta Be ra với sách Sô-lô-ba của người Pháp đó. Yeah. Ta dạy văn hóa ra mà giỏi lắm, trường nào cũng giỏi đó. Mà ngày xưa ai cũng xin vô đó học được không? Đâu đâu được, phải dân Pháp mới được. À vậy không phải. Ông ngoại ở đó dân Pháp. Dạ. À, mới được chứ đâu chứ dân Việt Nam đâu có vô đâu. Dạ con hiểu rồi. Chứ con tính đâu vậy, con hỏi con sống lại thời đó. Để con vô con học như ông ngoại cái để biết nhiều thứ tiếng như ông ngoại quá. Dạ rất là hay. Dạ rồi ông ngoại ngoài bán hết chiếc số chưa? Chưa còn. À vậy dạ. Dạ giờ đi vòng vô chợ nữa đây thế nào cũng có người ủng hộ được nữa. Dạ vậy thôi để ông ngoại đi bán tiếp ha. Con cảm ơn ông ngoại nhiều lắm nha. Dạ ông ngoại cũng cảm ơn con nhiều. Chúc ông ngoại giữ gìn sức khỏe nghe. Dạ ông ngoại lúc nào cũng trọng cái sức khỏe đó. Cảm ơn ông ngoại. Ăn uống điều độ. Dạ đúng rồi. Uống rượu bừa bãi như mấy người hiệp sĩ vậy không có đâu. Ăn cũng không có ăn nên dạ. nhiều. Dạ đúng rồi. Buổi tối ăn cũng ít trên tơi. Dạ. Nhờ vậy mới sống thọ. Dạ đúng chứ rồi. Chứ đừng ăn cành không, nó không tiêu là mau chết. Dạ con hiểu rồi. Vậy con cũng bắt chước ông ngoại ăn ít lại chút. Nhưng mà mấy ngày con mập quá. Ở đó tại vì mấy cha bà trên cũng vậy. Dạ. Thường thường là cái chiều thứ bảy á là không chỉ cho ăn một tô súp với hai phanh bánh mì thôi chứ không có cho ăn thịt bít tết rồi no bụng như hồi xưa. Một tuần lễ chỉ có buổi chiều thứ bảy là ăn cho nhẹ bô tử. Dạ cuối tuần cũng như dưỡng bô tử vậy. Dưỡng bô tử. Dạ con hiểu rồi. Đó đây thì ông ngoại cũng nhờ những bậc sư dạy mới biết chứ mình đâu con mẹ đã lớn lên đâu có thông minh cũng ta nói cái gì cũng phải qua trường lớp. Dạ, không có thầy đó mày làm nên. Dạ. Đúng không? Dạ, có đúng. Thầy mới làm nên. Dạ đúng rồi. Cảm ơn ông ngoại. Ông ngoại thông minh là cũng nhờ thầy dạy, mấy cha dạy, mấy cha là người sáng cha mình dạy mình kinh nghiệm việc đời, dạy mình cách thở đời làm sao. Dạ. Là cũng do cha mình mới biết cách xử sự đời. Dạ. Dạ. Cảm ơn ông ngoại. Ông ngoại giữ gìn sức khỏe. Dạ. Con cảm ơn ông ngoại nhiều lắm nha. Dạ. Sau này em nghĩ là sẽ có nhiều người khuyết tật ở Vĩnh Long sẽ sử dụng chiếc xe làm cái thiết kế cái mui như ngoài. Nhìn nó rất là dễ thương phải không ạ? Dạ rồi, thì em sẽ mời cô chú anh chị nha cùng mà đi đến với những hoàn cảnh được chỉ định tiếp theo mà em sẽ trao tấm lòng của nhà hảo tâm đến với cho những hoàn cảnh đó. Cảm ơn cô chú anh chị.
Dạ rồi cô chú anh chị ơi, thì bây giờ em đã qua khu vực phường 5. Thì một lần nữa thì ông ngoại 12 cũng như là vợ của ông ngoại 12 là ngoại rau câu đã được nhận được sự yêu thương của nhà hảo tâm, đó là cô Thảo ở bên Mỹ. Và thì cô ấy lại gửi đến cho em là 200 đô. Em đổi được với tỷ giá là 2.568.100 đô. Thì 200 đô em được 5.136.000. Và đây là nguyện vọng của cô Thảo, là mong muốn số tiền này sẽ gửi đến cho ông ngoại 12 để mua thuốc, cũng như là ông ngoại 12 muốn ăn gì đó trong những khoảng thời gian mà không còn bao lâu nữa trong cái cuộc sống này. Thì bên cạnh đó em cũng sẽ xin phép là chú Minh, là nhà hảo tâm hôm bữa phát chung với em ở tại chùa Tiên Châu. Thì chú Minh có gửi cho em là chai dầu cũng như là những cái bịch thuốc cảm như thế này. Thì em xin chú Minh sẽ tặng một chai dầu cũng như bịch thuốc cảm đến với cho ông bà ngoại 12. Em nghĩ theo ông ngoại 12 thì sử dụng dầu, nhưng mà bà ngoại thì sẽ sử dụng dầu cũng như là thuốc chung luôn. Và thì một lần nữa thì em mời cô chú anh chị cùng vào bên trong nhà trọ của ông ngoại 12 và bà ngoại 12 bán rau câu ở tại bến phà An Bình, phường 1, thành phố Vĩnh Long, để tiến hành trao tấm lòng cô Thảo cũng như là chú Minh trong buổi trưa ngày hôm nay. Và em mời cô chú anh chị nha. Trong đó là nó khoảng là 11 giờ 15 phút cô chú chị. Cũng hơi trưa rồi. Dũng à, cái thằng gì bên thùng thiện đó hả Dũng à? Cô chừng nhìn nha camera. Mình khá là nhiều đối với cái khu vực ở khúc này. Chỉ cần đường, nước và dạ thì em đã tới nhà trọ của ngoại 12 rồi. Dạ chào ông ngoại. Dạ bà ngoại ơi. Dạ. Dạ sao vậy ông ngoại? Nay ông ngoại sức khỏe sao rồi? Cũng vậy rồi ha. Dạ. Dạ bữa nay ông ngoại chắc hết ngồi nổi rồi quá hả? Hết nổi ha, giờ ông ngoại nằm luôn nha. Hôm nay là thịt ông ngoại bị teo lắm rồi nè cô chú chị. Chỉ còn có chân, chỉ còn có hai ba ngón thôi. Rồi thôi ông ngoại nằm đi, con gửi luôn cũng được ha. Dạ. Dạ dạ cho con một cái ghế đi ngoại. Dạ hai cái đi. Ngoại ngoại ngồi một cái. Dạ. Hôm nay bụng ông ngoại hơi to rồi. Dạ. Yếu quá trời yếu rồi. Dạ. Yếu nhưng mà được cái là ngoại vẫn còn minh mẫn. Dạ, còn minh mẫn là được. Dạ. Dạ, còn tỉnh táo, còn nhớ. Dạ. Ngoại ngồi kéo ngoại đi ngoại. Dạ. Ủa còn bữa nay ông ngoại sao bị lỡ lét cái tay rồi? Ồ, không biết nữa, sao nó nổi nổi vậy, cái nó chảy máu. Dạ, ông ngoại đâu cho con xem cái. Kỳ quá. Dạ. Rồi. Nó nổi nổi vậy, cái nó chảy máu. Ông ngoại ngồi kéo ngoại đi. Dạ. Dạ. Dạ, ngồi được ngồi không? Vậy hả? Được. Ông ngoại ngồi được không? Ngồi kèm. Dạ, ngồi mà kèm ha. Được không ngoại? Được. Dạ được ha. Đừng đỡ vậy đó. Mệt. Dạ rồi. Dạ rồi thì hôm nay chia sẻ ông bà ngoại. Dạ. Thì ông bà ngoại lại được tiếp tục sự dạ. yêu thương dạ. của nhà hảo tâm tiếp theo. Dạ. Nếu còn nhớ không lầm, hình như là nhà hảo tâm này cũng đã từng hỗ trợ cho ông bà ngoại trong khoảng thời gian vừa qua. Đó là cô Thảo ở bên Mỹ. Cô Thảo. À, ngoại có nhớ cô Thảo có gửi tặng cho không? Có kỳ cô Thảo cho ở trong cái gì đó. Dạ. Ở trong đó chỗ gì mình quên rồi. Dạ, hình như là con nhớ là cô Thảo cũng hỗ trợ cho ngoại với ông ngoại được một vài lần đó.
Dạ, thì ngày hôm nay thì con đó mình có lãnh ở trong đó. Dạ, hôm nay thì con quay lại một lần nữa. Dạ. Để con thay mặt tấm lòng của cô Thảo ở bên Mỹ. Dạ. Để gửi tặng cho ông bà ngoại cái phần quà ngày hôm nay ha. Dạ. Dạ, thì hôm nay thì cô Thảo tặng cho ông bà ngoại là 200 đô. Dạ. Ông bà ngoại nhớ 200 đô được bao nhiêu không? Hôm đó không biết nhiều mà chú Minh cho lần 5 triệu đó. Dạ, thì 200 đô tương đương là 5.136.000. Dạ. Thì đây là tấm lòng của cô Thảo để tặng cho ông ngoại ha, cũng như bà ngoại đỡ cái chi phí về tiền nhà. Dạ. Cũng như là tiền ăn uống, dạ, sữa sùng, dạ, thuốc men gì đó. Dạ. Để cho ông ngoại đỡ được phần nào hay phần đó nha. Dạ. Thì bên cạnh đó là tấm lòng của cô Thảo. Dạ. Ông ngoại nhắn gửi gì với cô Thảo không? Dạ, rất trời ơn cô Thảo. Cô Thảo giúp đỡ giùm cho lúc này cũng túng thiếu quá trời, hết tiền thuốc rồi. Dạ. Dạ, so ra bệnh thì cũng tốn nhiều tiền không ạ? Dạ. Dạ. Hổng có chở ông đi khám bác sĩ á. Dạ. Cũng tốn hết mấy triệu nữa. Ủa, khám bác sĩ gì tốn dữ vậy ông ơi? À, bị gọi nổ sôi gì trong bụng ổng á. Ổng nó cứ đau bụng hoài. Dạ. Rồi bác sĩ nói bị như thế nào ngoài? Nói cái đường ruột của ổng hư rồi. Dạ. Đường ruột hư rồi. Rồi bây giờ là ông ngoại có đi vệ sinh được không? Được. Nhưng mà tự động nó ra thôi chứ mình không có. Tự động ra mà tới tuần lễ. Một tuần lễ mới đi được hả? Mới đi được một lần. Dạ. Cho uống dặm thuốc nó. Dạ. Rồi mình có uống thuốc sổ vô cho nó mềm nữa không? Dạ mà? Có. Dạ. Cho uống sổ nâu á với trên bác sĩ cho đó. Dạ. Phải uống dặm vô cho nó cái đường nó đi ra. Tại vì mình đi cầu không được nên nó bị đau bụng đó ha. Nó bón. Dạ. Nó bón dữ lắm. Dạ đúng rồi. Còn đi tiểu thì ông ngoại chủ động được không? Được ha. Tiểu thì bình thường. Dạ. Tiểu trong tả. Chỉ có đi cầu thì không được thôi. Dạ, đi cầu thì nó bón vậy thôi. Dạ. Rồi vậy thì ông ngoại có nhắn gửi gì với cô Thảo không? Ở bên Mỹ là gửi tặng cho ông ngoại một quà. Cảm ơn cô Thảo dữ lắm. Dạ. Phúc lợi tôi bỗng ơi ơn cô Thảo. Dạ, cảm ơn ông ngoại. Thì bên cạnh đó thì thường thường là ngoại có hay sức dầu cho ông ngoại không? Dạ thôi, tối thôi dầu. Thường thường ngoại sức dầu gì cho ông ngoại vậy? Dầu xanh chúng mình cho đó. Ủa con tặng ngoại lâu lắm rồi mà. Thì lâu lắm rồi xài nhín. Dạ, còn bây giờ còn bao nhiêu? Con trai. Bây giờ ngoại còn bao nhiêu? Còn chút xíu nữa hết rồi. Đâu mà cho con coi chai dầu cái. Ngoại để đâu rồi? Biết cất cái đâu. Dạ. Tối mới lấy ra bị bỏ chặt giường. Rồi thôi bữa nay con sẽ xin chú Minh. Dạ. Là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Dạ. Sẽ tặng cho ông ngoại một chai dầu gió xanh mới. Dạ. Đem bên Mỹ về. Dạ. Thành ra nó rất là tốt. Dạ, thì đây là tấm lòng của chú Minh ở Mỹ tặng cho ông ngoại nha. Dạ. Dạ, để cho bà ngoại sức cho ông ngoại nha. Kỳ đó ông chú Minh cho tôi chai ổng chai đó. Dạ cũng lâu rồi. Dạ lâu rồi xài tới giờ luôn á, nhín. Bởi vậy thành ra với con mấy cái chai nhỏ vậy nè. Dạ, mấy chai đó thì dầu Thái. Dầu Thái. Còn dầu này thì dầu Mỹ. Dạ, dầu Mỹ. Dạ. Thì bên cạnh đó đó là tấm lòng của chú Minh. Với con cũng gửi tặng cho bà ngoại nha. Thuốc này là thuốc cảm. Thuốc cảm khi bà ngoại có bị nhức đầu hay là hắt hơi sổ mũi, nghẹt mũi gì đó. Dạ. Thì bà ngoại uống sáng viên, chiều viên giùm con. Ăn no. Này là thuốc viên ha. Dạ đúng rồi, ăn no hay uống nha. Dạ. Dạ. Thì đó là tấm lòng của chú Minh. Dạ. Dạ, ngoại nhắn gửi gì với chú ấy không? Dạ, rất cảm ơn chú Minh cho thuốc này để dành đặng uống. Dạ. Khỏi tốn tiền mua. Dạ. Dạ. Chứ chai dầu để dạ, chai dầu để thoa sức cho ổng bằng đêm ngủ á. Dạ. Thoa sau lưng. Dạ. Với ngực cho nó ấm. Dạ. À, chai dầu cũng của chú Minh luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú Minh. Dạ. Thì ông ngoại có nhắn gửi gì với chú Minh không? Nhắn gửi gì vậy? Cảm ơn chú Minh cho con. Dạ. Thì con hy vọng là với tấm lòng của cô Thảo với chú Minh trong ngày hôm nay thì sẽ giúp cho ông bà ngoại ha bớt được cái phần vất vả trong cái khoảng thời gian mà ông ngoại bệnh mà bà ngoại chưa đi bán được. Dạ, thì cũng hy vọng là sau video này nếu mà có nhà hảo tâm nào yêu thương ông bà ngoại tiếp tục hỗ trợ cho ông bà ngoại trong cái việc mà điều trị bệnh cho ông ngoại thì con sẽ quay trở lại sau. Dạ, rồi. Rồi thôi ông ngoại nằm nghỉ ngơi nha. Nói lời cảm ơn chú Minh với cô Thảo. Dạ. Dạ. Với lại vợ chồng chú thím cũng có lòng rồi đi tới đây được chứ. Dạ. Rồi ông ngoại cảm ơn rất nhiều. Dạ, có ai gửi thì con vô thăm ông ngoại sau. À. Ông ngoại ha. Dạ, rồi thôi ông ngoại nằm xuống nghỉ ngơi tiếp nha. Dạ. Cảm ơn chú Minh nhiều lắm. Dạ, cảm ơn ông ngoại, cảm ơn bà ngoại. Dạ. Dạ. Thôi ngoại đỡ ông ngoại nằm nghỉ tiếp đi ha. Rồi con đi về. Con đi chỗ khác tiếp. Chú Minh bên Mỹ gửi cho ông chai dầu xanh. Dạ.
Bây giờ bệnh là chỉ có thuốc với dầu rồi thôi chứ. Dạ. Nằm xuống nha. Nằm hay ngồi chơi? Ngồi chơi đi. Ngồi chơi luôn á. Dạ thôi ông ngoại ngồi nha. Dạ thôi con về nha. Trời, ông bà ngoại dạ. Con kia yếu cái ngồi cấm đầu tới hôm trước luôn. Trời ơi, nói thồn mất chứ. Dạ. Thương đầu lọt cái chứ. Dạ, thôi ông bà ngoại dạ. Ăn trưa nha. Con xin phép con đi nha. Cảm ơn chú Thím. Dạ. Dạ, thôi con về nha. Dạ. Dạ. Dạ rồi, bây giờ thì em sẽ mời cô chú anh chị ha cùng đi đến cô bán chú chiên. Mẹ của anh bán bánh mì dạo cũng ở bên phường 5 nhưng mà khúc ở dưới một tí, chắc khoảng cách 2 km á.
Dạ, chào chị Bảy. Dạ. Bảy có ông anh bị tai nạn rồi. Xe kìa gì? Xe kìa. Dạ. Dạ rồi, bây giờ thì em mời cô chú anh chị cùng vào nhà của cô bán chú chiên để tiến hành trao tấm lòng của cô Yến Nguyễn là nhà hảo tâm mà lần trước cô ấy đã hỗ trợ cho cô bán chú chiên về một chiếc xe đẩy để đi ra đi vô đi bán nó thuận tiện hơn, và cũng có một phần quà nho nhỏ nữa. Dạ. Thì lần này em ghé đến chỗ cô bán chú chiên. Giờ này thì khoảng là 11:40 như cô ấy chưa có bán. À dạ. Đây là bác trai đang dọn ra nè cô chú anh chị. Dạ cô chào bác. Bác kéo xe ra bán hả? Kéo xe dạ miếng dẫn nè. Dạ dạ dạ. Dạ bác kéo đi, bác kéo xe ra. Rồi tới giờ này là giờ bác ấy kéo xe ra bán nè cô chú anh chị. Vậy là so ra là 11:30 là bác ấy sẽ dọn, 1:30 tới 11:40 dọn xong thì chắc khoảng 12 giờ hơn. Vậy là bác nhóm lửa trước hen. À nhóm lửa chứ trước là cá đầu vô ăn cơm rồi mượn. À dạ, giờ vô ăn cơm rồi mới ra. Vậy là cũng tới hơn 12 giờ mới bác mới bắt đầu chiên bán ha. Dạ. Giờ đầu tiên là phải buộc cái sợi dây cho chiếc xe nó đừng có bị tuột ra. Dạ. Có mình đâu mà sức khỏe yếu nó đâu có làm nè. Dạ. Thêm cái nữa là nhiều khi nó gió đó ha. Bác ha. Một mình làm không kịp. Dạ. Đó, bắt đầu che. Che nắng cũng như che mưa. Ủa anh Phương đi bán gì chưa bác? Chưa hen. Ừ. Lúc này bị mắc mới mổ rồi cũng dạ. Dạ. Mới đây nè. Dạ con mới ghé hả? Con mới xuống hả? Dạ. Còn bác gái gì nào mới ra bác? Tay gà tay. Dạ. Cũng như tôi ra tôi dọn nha, là tôi ra tới gì. Dạ. À bác gái ra rồi nè cô chú anh chị. Cái này là hoàn toàn là một cái sự ngẫu nhiên nha cô chú anh chị, chứ em không có sắp xếp, em cũng không có báo trước đâu. Dạ. Dạ, vậy là cô sử dụng chiếc xe của cô Yến rất là chuyên nghiệp và dễ dàng luôn. Dạ, vậy là thuận tiện rồi. Là cô ấy đã quen trong cái việc mà sử dụng chiếc xe của cô Yến rồi. Thấy nhẹ nhàng lắm cô chú anh chị ha. Chừng nào cô mới ra tới đây? Ốc giống dạ. À dạ. Đã đi tới đây là mệt, ngồi nghỉ. Dạ. Bây giờ con đợi cô ra đi chứ đây nó chó sủa quá con quay không được nha. Dạ. Cho ra cô chú anh chị thấy chiếc xe của cô Yến nó rất là trơn tru luôn á. Dạ con thấy có vẻ như cô đi chiếc này thấy dễ dàng ghê luôn ha. Thấy nó nhẹ nhàng. Dạ. Dạ, yeah. Vậy là chuối này là cô bữa nay là chuối nướng, chuối chiên ha. Chuối rất là ngon luôn. Vừa chín tới luôn. Dạ rồi, con chào cô. Dạ. Dạ. Lấy cái ghế. Dạ.
Hình như là cô đang bị gì ở chỗ này vậy cô? Tay á, bữa hổm. Ủa cô bị té hồi nào? Cái bữa mà cậu xuống mà ấy đó là bữa té trước một bữa. Té trước ngày. Vậy là hôm bữa sao con không thấy chạy mà bữa nay con thấy nó bữa chạy. Bữa nó chạy rồi dạ. Lấy đồ đắp. À dạ. Vậy rồi. Là cô bị té ở đâu? Đi ra tới đây bị dấp. Dấp à dạ. Cái đoạn chân chặt đầu còn. Dạ. Rồi tay bữa hổm bị chặt luôn nữa rồi mới đi vô trong một hai trà sữa. Trời, rồi bây giờ cô hết bị chưa? Giờ bớt rồi. Bớt rồi nha. À, đưa lên được rồi ha. Vậy là hôm bữa con ghé là cô đã té rồi hả? Té rồi. Dạ, dạ không nghe cô bởi nói. Bởi vì bữa đó cái tay đau quá, không có ép cái chuối được luôn á. À, dạ. Nên cậu nói là dùng hết sức lực á, dạ. Nhưng mà không dám nói. À. Cho nói nhiều khi cũng sợ phiền hà. Dạ, con hiểu rồi. Dạ. Dạ. Thì bây giờ là cô là chuẩn bị là bắt đầu mà bắt lửa rồi bắt đầu mình làm ha, hay là mình ăn cơm trước rồi mình mới ra làm cô? Thì sáng làm bột này kia đồ xong hết rồi ăn cơm, ăn dạ. Cơm xong rồi uống thuốc đồ rồi cái ra. Dạ. Rồi mấy ngày anh Phương anh có bán được nhiều ổ mì hơn chưa cô? Nè nó có ăn hoài mà không dạ. Biết nhiều dạ. Khi có chiếc xe rồi ham quá rồi chạy đi chạy đi khoe người này khoe người kia đó rồi bán ế hoài á. Dạ. Bây giờ một ngày anh còn bao nhiêu cô? Cô có vậy, nghe nói không? Cũng như vậy nó bữa nào cũng thấy còn ế mấy chục ổ vậy hỏi sao mày bán không có tiền cái nó bán ế. Mà chắc nghĩ chị nghĩ là mừng quá dạ. Mừng quá rồi đi khoe người này khoe người kia vậy đó. Dạ là coi như là bây giờ ngày nào cũng ế hết. Ngày nào cũng ế. Còn ngày trước đi xe đạp thì bán được. Lên xe đạp điện thì bán ế. Cũng như là đi xe đạp á thì cũng có lúc ế chứ không phải là không, nhưng mà ít hơn là chiếc xe đạp điện. Vậy là coi như là xe đạp điện anh đi nhanh quá người ta ra kêu không kịp. Bởi vậy nhiều khi chị nói ơi con đếm bánh rồi á, con đừng có chạy máy, con đạp con đi thôi. Dạ. Bạn con bán từ rồi chừng nào con về con hả đi máy à, con đi về hả mở máy đi khỏe dạ. Hơn mà dạ. Không chịu nghe lời. Dạ nhiều khi nhanh quá người ta kêu mình đâu nghe. Dạ đúng rồi, bởi thành ra giờ ế nhiều hơn trước. Cái này nó hơi nhưng mà cái đó mình thấy cũng thực tế. Dạ nói chung là không có lời thôi. Dạ chứ mà lỗ thì chắc có lẽ là cũng lời được cái công đức cũng như tình cảm. Đậu đó đi cô tư dòm chứ. Dạ. Đậu đó cô tư dòm. Dạ rồi. Thì không biết là cô có nhớ là chiếc xe mà lăng của cô đẩy ra đó à. Dạ là của ai tặng không? Của cô Y á. Dạ sao cô nhớ dài vậy? Dạ là, bệnh thì bệnh nhưng mà trí nhớ cũng còn. Dạ đã đó. Mà cũng có những cái chuyện hay quên nha. Dạ. Cũng có quên. Dạ. Nhưng mà nhớ thì nhiều lắm. Dạ. Cũng như mình chú tâm đó, mình nhớ mấy cái chỗ mà giúp đỡ cho mình đó là dạ. Không quên. Rồi mấy ngày cái phần quà của nhà hảo tâm tặng cô là cô có sử dụng hết chưa? Sử dụng thì chưa hết dạ. Nhưng mà được mua được cái chai xoa bóp á. Dạ. Cái bóp nó đỡ coi như ví dụ của hổm tê là 100%. Dạ. Bây giờ bóp vậy đó tê còn chừng 70. Dạ. Vậy là coi như là nhờ cái thuốc xoa bóp. Dạ nhờ cái thuốc dạ. Xoa bóp với là... mua thuốc uống thêm vô nữa. Dạ. Vậy là khi mà cô có phần quà nhà hảo tâm là cô đi mua thuốc. Thuốc. Với thuốc uống với thuốc xoa. Dạ. Có khi nào cô lấy tiền đó cô bù vốn cho anh Phương không? Không. Ví dụ có cho anh đó thì lấy tiền bán đây là ví dụ mẹ cho 50, mẹ cho 30. Dạ. Vậy cho anh chứ còn không có lấy tiền đó cho nó. Dạ. Tại vì tiền đó những nhà hảo tâm ta giúp đỡ cho mình, tặng cho mình khỏe khoắn, tặng dạ. Cho mình mạnh dạn lên mà dạ. Là mình để dành nó uống thuốc. Dạ. Vậy là coi như là tiền anh Phương anh bán bánh mì không là cô lấy tiền chú Chiên đắp không? Hả có trao á. Dạ. Nhưng mà cũng ít xin lắm. Dạ. Vậy là tiền anh làm dữ lắm mới xin. Vậy là anh bán được nhiêu là coi như là đưa vô vốn bán bánh mì hết. À. Dạ. Còn mà nếu mà lời bao nhiêu còn ế lại thì gửi vô trong chùa cũng như nhà thờ cũng hả? Dạ. Thì hôm nay chia sẻ với cô ha. Dạ. Thì cô Yến dạ. Là nhà hảo tâm lần trước. Dạ. Mà tặng cho cô chiếc xe đẩy. Dạ. Cũng như là cái phần lì xì. Dạ. Để cho cô mua thuốc uống. Dạ. Thì cô ấy nói là cô ấy sau khi cái video đó lên dạ. Cô ấy nói là cô ấy thấy cô rất là trân quý tấm lòng của cô ấy dạ.
Dạ, thì cô Yến cô cũng bớt chút xíu mà tiêu xài để gửi dành tặng cho cô lần trước. Thì sau khi mà cô ấy xem cái video, thấy cô trân quý tấm lòng của cô Yến, cũng như hiểu được cái nỗi vất vả của cô ấy và ở xa quê hương mà gửi đến cho cô cái phần quà, thì hôm nay cô Yến lại tiếp tục tặng cho cô một phần quà để cho cô mua thuốc uống ha. Thì cô Yến tặng cho cô lần này là 100 đô. 100 đô thì cô nhớ được bao nhiêu không? Hôm rồi là cậu đưa 2 triệu rưỡi, 72 ngàn. Dạ, hay quá, cô nhớ dài thiệt luôn á. Nhưng mà bữa nay á, thì cô Yến gửi cho cô á, hôm bữa con đổi là 2 triệu rưỡi 68 ngàn. Dạ, thì đây là 100 đô của cô Yến tặng cho cô ngày hôm nay. Vậy là cũng cảm ơn cô Yến rất là nhiều. Nhưng mà nhận về chứ cũng buồn dữ lắm. Vui vui nhưng mà buồn buồn cái là chị em đã hỗ trợ cho mình được cái số tiền mà nhín nhúc cái tiền ra để hỗ trợ cho em được là mạnh khỏe. Em rất cảm ơn cô Yến rất là nhiều. Và em chúc cô Yến là được nhiều sức khỏe, dào dào sức khỏe đặng là tiếp tục là tiếp tục đặng hỗ trợ cho những người nghèo khổ như em. Cảm ơn cô nhiều lắm. Cảm ơn cô Yến rất là nhiều. Thì hy vọng với tấm lòng cô Yến sẽ giúp cho cô ha. Mỗi khi mà đau nhức thì có một cái phần tiền để mình trong cái việc điều trị bệnh của cô cũng như là bác trai cô ha. Rồi chúc cô sẽ giữ gìn sức khỏe của mình, phục hồi được phần nào hay phần đó. Bán hết sớm, nghỉ sớm cô ha. Vậy cảm ơn. Cảm ơn cậu nha. Chào tạm biệt cô Yến nha. Cảm ơn cô. Con chào bác nha bác. Rồi, chú chào con nghe. Chào chú đi. Chào chú. Bây giờ nghe chú bắt nó đi, nó quậy dữ. Dạ, đúng rồi, nó quậy quá. Một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tấm lòng của cô Yến đã hỗ trợ cho cô mẹ của anh Phương. Cô tên gì con quên rồi? Anh Thương. Cô Thương và cô Thương mẹ của anh Phương. Thương. À, cô Hương và cô Hương mẹ của anh Phương. Và cái phần quà trong ngày hôm nay, chân thành cảm ơn tấm lòng cô nhiều lắm. Chúc cô sẽ luôn tràn đầy sức khỏe của mình để sẽ có những sự hỗ trợ đến với cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị cùng đi đến hoàn cảnh thứ ba. Em mời cô chú anh chị đi đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long chung với em nha.
Dạ rồi cô chú anh chị ơi, thì em đã quay trở lại cầu Cái Chanh thuộc huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của chị Mỹ Linh ở tại Mỹ, mà chị ấy có gửi về cho em 200 đô để gửi tặng cho anh Quốc, mà anh bị nửa liệt nửa cái phần dưới do trong cái cuộc sống của anh ấy, trong cái lúc mà anh ấy sửa nhà mà bị té, cô chú anh chị, bị dập tủy, thành ra anh ấy bây giờ không có còn cử động được phần dưới nữa. Thì đối với 200 đô của chị Mỹ Linh, em đổi được với tỷ giá là 2.568.100 đô, thì em đổi được là 5.136.000. Và đây là tấm lòng của chị ấy. Thì như cô chú anh chị cũng biết là em hữu duyên gặp được anh Quốc ở tại chợ Cái Chanh. Thì anh ấy sinh sống bằng chị ấy và anh ấy sinh sống bằng nghề mà rửa xe thay nhớt. Nhưng mà có thể nói là đây là một trong những cái tuyến đường mà nó vắng dữ lắm cô chú anh chị. Cô chú anh chị đi ngược hướng này á, thì xuống dưới phà Chánh An để qua một cái huyện cũng là ở tại Vũng Liêm đó, mà em quên tên rồi. Đây là tuyến đường nó vắng dữ lắm luôn, thành ra là cô chú anh chị có thể thấy ha, làm ăn trong cái việc rất là khó khăn. Thì em có tiện cho anh Quốc cũng như là chị, thì em hỏi anh chị ấy về chưa, thì chị ấy nói anh chị cũng đã về. Thì bây giờ em vô em thăm anh ấy đây. Dạ, chào anh Quốc. Dạ. Ủa bữa nay sao anh nằm ở ngoài rồi? Ngoài đó mát cho hai nhỏ cháu gái ở trong cổng. À, con của anh với cháu hả? Dạ. Rồi vợ anh đâu rồi? Đi, ủa cháu ngoại hả? Vậy là anh có đứa con gái lớn nè hả? Cháu ngoại con người chị. À, con của bà chị hen. Dạ. Vậy là rồi. Anh về được bao nhiêu lâu rồi anh Quốc? Mấy hôm qua. Rồi vậy là bữa nay là cũng hữu duyên mới gặp anh ha. Rồi giờ ngồi đâu vậy ta? Rồi chào chị. Đi quạt cho chú ngồi. Rồi. Rồi. Rồi cảm ơn con. Dạ, để cái quạt ở phía trước đi con. Để con để cái quạt trên đây nè, chú ngồi ghế này. Này là cái lớn, hình như anh có một đứa thôi đúng không? Dạ, đứa một. Dạ. Chào anh Quốc. Dạ. Thì hình như là hôm bữa mà kể từ lúc mà gặp anh cũng như là anh nhập viện, hình như lúc đó hình như anh ở trong bệnh viện là kể từ lúc đó tới giờ là bao nhiêu ngày rồi? Đúng tháng, một tháng. Một tháng luôn? 31 ngày. Dạ. Thì cái bệnh của anh nó như thế nào mà phải ở lâu như anh Quốc? Cái đầu vô bị nhiễm trùng nặng. Dạ, nhiễm trùng là anh bị đau chỗ nào? Trước khi mà nhập viện hôm bữa đau sạn thận. À, đau bị bên thận. Mà bên phải hay bên trái? Bên trái nè. Bên trái. Rồi sau đó bác sĩ nói anh như thế nào? Nó vô vô khám bị nhiễm trùng đường tiểu. Nhiễm trùng đường tiểu. Dạ. Đầu trị xong mới mổ lấy sạn thận ra. À, mổ mới lấy sạn thận ra. Mổ hở nè. Dạ. Vậy là coi như là anh mổ được bao nhiêu ngày anh Quốc? Ở bữa nay là hơn tuần à. Hơn một tuần. Dạ, vậy là hôm bữa em vô thăm anh là hình như qua ngày sau là anh mổ ha? Đúng rồi. À, dạ. Vậy là anh phải ở đó để anh điều trị cái đường tiểu của anh. Dạ. Thì mới bắt đầu được mổ bình thận. Dạ. Mổ ra thì cái viên sỏi như thế nào anh? Cũng bự lắm à. Bự lắm ha. Nhưng mà bác sĩ có đưa mình đem về không? Có. À, chị lấy viên sỏi chị. Viên sỏi cái. Rồi dặn sỏi gai. Dạ. Vậy là sau khi mổ xong là một tuần. Ừ. Là bây giờ anh được về nhà. Dạ đâu á. Ủa tới 3 viên dữ vậy hả? Dạ. Rồi viên sỏi này là ở trong trong thận của anh đó ha. Này nó bự hơn ngón út nữa cô chú anh chị ơi. Nó gai, nó bể, nó cục cục. Nó gai ha? Có nghĩa là nó có gai hay sao? Sạn san hô á. Sạn san hô. Đúng rồi. Dạ. Mà từ đó tới giờ anh có bị bệnh, anh có bị sạn này chưa hay là mới lần đầu? Có bị một lần. Lần trước thì bao lâu rồi? Cũng lâu á mà uống thuốc này nó đái ra được. À, ngày trước. Viên khoảng 5 ly chừng ngón tay nè. Dạ. Đái ra được. Còn bây giờ thì đau quá thành ra anh mới vô. Mà vô lần này thì ở tới 1 tháng lận. Đúng rồi. Là 3 tuần là anh điều trị trong cái vấn đề mà đường tiểu của mình. Dạ. Tại vì bình thường thì đường tiểu của anh thì lúc nào anh cũng gắn ống như thế này đó ha. Ừ. Để cho nó xuống dưới. Dạ. Vậy là hôm bữa thì đối với nhà hảo tâm hỗ trợ cho anh thì có giúp được gì trong cái công việc điều trị bệnh của anh không? À được. Dạ. Tiền mua thuốc, tiền ăn, mua đồ ăn. Dạ. Coi như là em nghĩ là chắc từ đó tới giờ có ai hỗ trợ giúp đỡ cho anh về
được cái số tiền như thế không? Chưa, lần này đầu tiên. Dạ, đây là lần đầu tiên nha. Dạ. Xem ra là anh cũng khá là may mắn khi mà được bà con ở bên chợ á, dạ, giới thiệu hoàn cảnh của anh đến với cho em trong cái duyên mà hôm bữa em quay cái chợ. Dạ. Thì khi mà gặp anh ở trên bệnh viện thì anh biết cũng đâu có hỏi được nhiều đâu. Dạ. Ở trên đó nó cấm quay. Thành ra nó khó lắm. Dạ. À, anh có biết là cái trong bệnh viện là quay phim là không được không? À, bán số nó còn cho. Dạ, bởi vậy. Người lên thăm nó cũng cho nữa. Bởi vậy nó khó quá trời khó luôn. À. Mà ngày trước thì nó cũng còn dễ hơn chút mà bây giờ nó làm gắt gao quá. Ngay cả bản thân bây giờ mình lên người nhà mình đi thăm mà đi hai người là nó không cho rồi đó. Hồi trước là nó lên là nó trộm điện thoại với điện nhiều lúc. Dạ. Thì mình cũng biết là có những cái thành phần nó không tốt, nó sẽ xuất hiện. Nhưng mà cái tỷ lệ nó thì thiểu số thôi. So với cái người mà muốn đi thăm người bệnh á, người thân của mình hay bạn bè thì nó nhiều. Nhưng mà lại bây giờ khó thăm quá. Khó. Em không biết bệnh viện như kia như thế nào mà giờ em thấy bệnh viện Vĩnh Long thật sự là nó siết trong cái vấn đề mà kiểm soát cái người ra vô. Nó như vậy thì cũng tội nghiệp cho những người bệnh. Tại vì thật sự mà khi mà mình bệnh hoạn tới á, thì cái người thăm á, đi tới thăm á là đầu tiên là tạo cho mình cái tinh thần. Cái thứ hai thì cũng ít nhiều thì cũng có sự giúp đỡ cho mình. Ví dụ như không được vật chất thì cũng được cái đồ ăn, đồ uống hay trái cây gì đó. À, mà như vậy thì cũng giúp giải cho anh. Dạ. Yeah. Thì sau khi mà anh mổ xong rồi thì anh cảm giác như thế nào về cái chỗ đau? Đau dữ dằn, hết thuốc cũng đau, ngủ không được. Là anh đau cái vết mổ hay là anh đau ở trong cái thận của anh? Mổ trong thận với mổ chỗ này với ba chỗ cũng đau. Dạ. Yeah. Vậy là mổ chỗ nào anh? Chỗ này? Cặp mấy hông rồi. Cặp mấy hông rồi chỗ nào nữa? Cái mổ trong thận nó lấy cái cục sạn nó ra được. Là đau trong thận nữa. Rồi đau ở bên hông ngoài. Đúng rồi, chỗ đau con... ra ngoài với trong thận. Dạ. Như chỗ bàng quang cái nữa. Bàng quang chỗ này luôn. Thì là ba cái. Ủa vậy là mổ sát dưới đây luôn đó anh? Bàng quang không qua da. À, là không qua da. Và từ đó thì anh đặt ống là đều như vậy hết hả? Đúng rồi. Dạ. Không có cảm giác cái đi tiểu được. Dạ. Ngày xưa mà lúc mà khi mà anh mới tế vàng mà anh tỉnh dậy thì lúc đó anh cảm giác là anh có biết là mình sẽ bị mất té, liệt té xuống là liệt liền luôn. Té xuống là liệt liền luôn. Nhưng mà cái phần trên của mình phần là trên bình thường. Anh vẫn còn tỉnh táo ha. Nhưng mà té lúc đó là anh té ngồi xổm ha. Té ngồi hổm. Té ngồi xổm luôn. Ừ, té được chỗ tay nó bị chịu. À, cái tay là bị luôn ha. Ừ. À, cái trong cái xương tay xương bầm tím. Đó là tay xương luôn. Dạ. Yeah. Rồi nói chung thì em cũng hiểu rồi. Vậy là cái đợt này anh nhập viện lâu là do anh bị đau thận. À, thành ra là bây giờ sau khi mà siêu âm thì phát hiện ra trong thận nó quá trời nhiều sỏi. Dạ. Yeah. Nói chung thì chắc em nghĩ là do cái khả năng mà vận động của mình nó không có đó. Không có đi lại được, đồ có sạn. Mà thành ra là sạn nó từ nó to lên ha. Yeah. Vẫn có lấy hết mà mình nằm không hoạt động được những đồ còn sạn. Mà bây giờ cái vấn đề thu nhập bây giờ hiện tại là kể từ lúc mà anh bị tai nạn tới giờ là thu nhập nhà là hoàn toàn là trong cậy vô chị đó. Nhưng mà chị có làm công việc gì khác không? Có chị rửa xe em nhờ. Mà rửa xe thì em thấy cái đường này vắng quá, có người rửa không anh? Không. Dạ. Lâu một tháng hả, có người là không có. Ví dụ cả tháng luôn cũng không có người rửa nữa hả? Đúng rồi. Ờ, vậy rồi cái chi phí để chi phí của anh với lo cho con cái của anh thì anh ai giúp đỡ anh như thế nào anh? Mà con đâu cho con 100-200 cái rồi. Dạ. Thì là chủ yếu là sống bằng tình thương của bà con xung quanh ha. Dạ. Có bao giờ anh nghĩ là anh sẽ, cũng mà anh bây giờ anh đâu có tự mình ngồi được luôn ha. Anh đâu có ngồi được phải không? Tự ngồi được, đỡ ngồi. Đỡ ngồi mới được. Ừ. Nhưng mà thí dụ như anh ngồi mà anh ngồi trên chiếc xe mà để đi bán vé số, anh có ngồi được không? Ừ. Anh có bao giờ anh nghĩ là tới trường hợp là anh sẽ đi bán vé số để anh kiếm cái chi phí lo cho gia đình không? Không, chứ ngồi lâu ngồi không được. Ngồi lâu chừng mà 2-3 tiếng đổ đau với cái sống rồi. Đây xương sống. Dạ. Vậy là nó ảnh hưởng cái nguyên xương sống của anh luôn ha. Ờ đúng rồi. Bởi thành ra anh ngồi lâu không được. Tại vì em hỏi anh như vậy là em sẽ có cái phương án xin nhà hảo tâm để giúp cho anh trong cái công việc mà mưu sinh bán vé số để cho anh có thu nhập á. Nhưng mà bây giờ anh ngồi lâu không được là cũng thua rồi. Chứ bây giờ mình ngồi đi bán thì đương nhiên là phải có một cái khoảng thời gian để mình bán thì nó mới hết được. Ừ. Chứ mà tại vì khi mà anh đi bán vậy á, em nói thật sự với anh á, là anh có công việc á thì cái người xung quanh mua vé số ủng hộ anh á, người ta mới biết, người ta hỏi anh là anh sẽ bị như thế nào như vậy, thì
thì người ta sẽ hỗ trợ cho anh. Đó, hoặc là khi mà người ta có nghe từ thiện ở đâu người ta sẽ xin giùm cho anh, thì anh mới có cái phần đồng ra đồng vô. Còn mà mình ở nhà như vậy á, thì cái người mà để biết được mình á, thì nó cũng có. Thì hôm bữa này hữu duyên lắm thì mới được gặp anh thôi. Đó, rồi sau này cho ra, mà chị thì phải ở nhà để lo cho anh suốt dịp đó hen. Tại vì mỗi khi mà anh đau bất ngờ thì cũng đau bất ngờ dữ, toàn dữ hen mà. Bởi vậy thật nó ướt nước rồi, tôi đau đi liền. Anh nói anh bị bao lâu em quên rồi. Nó hồi lúc nó té khoảng năm rồi tới giờ. Là mấy năm rồi? Năm miếng nằm đau á, là khoảng té xuống tới giờ khoảng hai mấy còn ba năm tới giờ. À vậy là con gái lúc đó lớp mấy? Lớp ba hả? Lớp ba. Bây giờ bé lên lớp mấy rồi? Sáu. Là năm nay chuẩn bị lên lớp? Lớp sáu. Chuẩn bị lên lớp 6. Vậy là coi như vất vả cho anh chị tới rồi đó. Tại bây giờ nhập học là phải tốn tiền học nè, tiền đóng bảo hiểm nè, và tiền sách vở nè. Anh với chị có chuẩn bị gì để chuẩn bị cháu vô lớp 6 chưa? Chưa nghĩ tới. Nhưng mà hình như em thấy là anh có một người anh ruột là bị mất cái chân ở bên đây phải không? Đúng rồi. Anh thứ 6, anh Cường. Anh thứ 6, còn anh là thứ mấy lần? Là ba mẹ anh có 7 người con hả? Đúng rồi. Dạ. Đó, cháu ngoại đó, có người con gái. Dạ. Nhưng mà ngày xưa làm sao anh ấy bị mất hết cái chân vậy? Xưa là chạy cối gạch á, đất á. À, anh đi làm lò gạch đó ha. Như chạy cối, mua đất thì chạy cối. Ngồi ở trên đạp dọ xuống, nhét đất xuống cho nó ăn á. Rồi dính nguyên dọ, dạ. Cắt, cưa cắt. Mà hình như anh ấy có gia đình không anh? Có mà như vậy vậy à. Mà anh có con? Có chứ con trai. À, vậy là con anh theo mẹ ha. Tại bên vợ thấy ổng bị một dòi mới bỏ. Thì sau ra là gia đình cũng bi đát quá. Tại vì căn nhà của anh này có hai phần. Một phần là anh với vợ anh ở bên đây. Một phần là anh ở bên kia. Đây nhưng mà như chưa mà nhà thì anh làm chủ. À nhà thì nhà của anh làm chủ. Tại vì hôm bữa chứ thì em chưa có nhà chưa có gì đó. Mấy anh có giữ hết rồi. Hôm bữa thì xuống đây để kiếm anh thì mới gặp anh. Nhưng mà lúc đó thì không có gặp anh, thành ra cái video đó thôi em cũng xóa rồi. Tại vì không có anh thì cũng không có đúng với nguyện vọng nhà hảo tâm gửi. Đó, thành ra là hôm nay thì quay trở lại cũng chia sẻ với anh Quốc. Thì sau khi mà anh có nhớ nhà hảo tâm nào tặng cho anh lần hôm bữa không? Không nhớ, nhớ chị Lo không nhớ. Dạ, hôm bữa nếu em nhớ không lầm là anh Trường với chị Châu thì phải. Đó, thì đó là hai nhà hảo tâm mà tặng cho anh phần quà. Thì ngày hôm nay thì sau khi cái video lần trước chưa lên á, thì tiếp tục có một nhà hảo tâm, đó là chị Mỹ Linh. Chị Mỹ Linh ở tại Mỹ. Thì chị ấy cũng thấy hoàn cảnh của anh là khó khăn vất vả trong cái vấn đề mà điều trị bệnh, cũng như lúc đó anh đang nhập viện. Ở trong bệnh viện muốn hỏi anh nhiều cũng không được nữa, thành ra là chỉ có nói với anh sơ sơ chút xíu đó thôi. Còn bữa nay anh về nhà thì hỏi anh được nhiều hơn chút đó. Thì hôm nay để em thay mặt chị Mỹ Linh để tặng cho anh một cái phần quà. Thì em nghĩ là trong cái hoàn cảnh gia đình của anh bây giờ vất vả như thế này, anh có thể sử dụng tiền của chị Mỹ Linh để anh trích một phần nào đó để mua cặp sách vở cho bé. Tại vì quần áo nữa, bây giờ bé lên cấp 2 là học trường khác rồi, thì bắt buộc nó phải có quần áo khác, chứ không thể nào học cái đồng cũ được. Dạ. Thì ngày hôm nay thì em xin phép chị Mỹ Linh ha, ở tại Mỹ, tặng cho anh phần quà là 200 đô. Anh biết 200 đô anh được bao nhiêu không? Dạ, vậy thì bây giờ anh đếm giùm em xem 200 đô anh được bao nhiêu nha. Dạ. Năm triệu 127, 26 nghìn. 100 mấy anh? 26. Anh coi kỹ hay sao cái tờ 20. À, thấy. Đâu? 5 triệu 136 ngàn. Dạ rồi. Thì đúng với số tiền của nhà hảo tâm gửi cho anh ha. Dạ, 200 đô. Thì đó là tấm lòng của chị Mỹ Linh. Em cảm ơn chị Mỹ Linh nha. Dạ. Giúp gia đình em. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Thì hy vọng với tấm lòng của chị Mỹ Linh sẽ giúp đỡ cho con anh trong 1-2 tháng sắp tới sẽ nhập học nó dễ dàng hơn. Còn dư bao nhiêu thì gửi cho vợ, để vợ cho sẽ là người chăm sóc cho anh trong khoảng thời gian tiếp theo. Mà khoảng thời gian tới mà nếu cô chú anh chị nào có yêu thương anh mà tiếp tục hỗ trợ cho anh
em sẽ quay lại thăm anh trong khoảng thời gian gần nhất ha. Rồi thôi anh gán tình dưỡng ha. Dạ, còn nếu mà khoảng thời gian sau này á, nếu mà anh có thể là bớt được phần nào thì sức khỏe mà anh cũng mong muốn đi bán vé số á, mà thông qua mà ngồi chiếc xe ba bánh điện á, thì anh liên hệ với em sẽ xuống em xin nhà ở tâm cho anh để chiếc xe cũng như là vốn để cho anh bán vé số, để cho anh với vợ anh có cái phần thu nhập, chứ không thể nào mà mình cứ chờ đợi sự giúp đỡ nhà ở tâm là không có được bao nhiêu hết. Phải sự chung tay của nhiều người thì anh mới có thể có cái đồng ra đồng vô để lo cho gia đình được. Thì anh cố gắng, anh khi nào phục hồi về cái vết thương này thì lúc đó nếu anh cảm thấy cái lời góp ý của em, nếu mà anh có thật sự mà anh muốn như vậy, thì em sẽ xin nhà hảo tâm cho anh một chiếc xe ba bánh điện với xin vốn cho anh để anh đi bán vé số, để có thể là chị chở anh để hai vợ chồng cùng đi bán vé số. Còn con thì có thể lúc đó mình gửi những trường học, hoặc là khi mà nó học xong thì nhờ anh của anh rước gì cũng được. Phải anh phải có đồng ra đồng vô, với anh phải đi ra ngoài để cho người ta biết về hoàn cảnh của anh, để người ta giúp cho anh nhiều hơn. Chứ mà nhà hảo tâm giúp thì cũng được cái phần nào đó, thì nhà hảo tâm cũng sẽ không có thể giúp được cho mình hoài được, mà chỉ do bản thân của anh mới là giúp được cho anh thôi. Đó, thì em gợi ý với anh như vậy. Thì bây giờ hiện tại là vết thương anh mới mổ, anh phải nghỉ tịnh dưỡng thời điểm đó đi, rồi sau đó anh suy nghĩ lại những cái lời góp ý của em. Nếu mà thật sự anh nghị lực của anh muốn đi bán, thì em sẽ xin nhà hảo tâm tặng cho anh chiếc xe ba bánh điện. Anh muốn ha. Dạ. Chắc là chị cũng nghe rồi ha. Dạ, thì anh với chị cứ cố gắng, chị gán lo cho anh đi, rồi sau đó là cứ suy nghĩ lại cái góp ý của em. Nếu cảm thấy mình thật sự muốn đi bán thì liên hệ với em, nhắn tin qua cho em ha. Dạ rồi, thì ngày hôm nay em thay mặt nhà hảo tâm gửi đến như vậy rồi ha. Rồi thôi, chúc anh sẽ nhanh lành vết thương Trung Quốc ha. Dạ, cảm ơn cô Mỹ Linh. Cảm ơn con Linh rất là nhiều. Dạ, cũng không quên là cảm ơn là chú Trường và cô Châu trong cái lần trước mà gửi tặng cho anh cái phần quà anh ha. Dạ. Rồi thôi, xin phép chào anh chị nha. Dạ. Rồi. Dạ, hẹn gặp anh chị sau nha. Dạ. Dạ, em đi nha. Dạ. Chừng anh lấy giờ nó teo còn khoảng mấy ngón tay thôi cô chú anh chị. Mà tay em còn to hơn của anh ấy nè. Rồi thôi, em chào anh nha, chào anh Quốc. Dạ, chào chị ha. Dạ. Dạ rồi, một lần nữa thì coi như là em sẽ kết thúc video ở đây. Dạ, chân thành cảm ơn tấm lòng của những nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho ba hoàn cảnh trong ngày hôm nay. Dạ, là cô Thảo hỗ trợ cho ông bà 12, và dạ, cô Yến hỗ trợ cho cô bán chú chiên, và dạ, cuối cùng là chị Mỹ Linh hỗ trợ cho anh Quốc bị tai nạn. Dạ, chân thành cảm ơn tấm lòng của ba nhà hảo tâm cũng như cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc nhà hảo tâm cũng như cô chú anh chị sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc của mình, luôn bình an bên gia đình, tràn đầy sức khỏe để sẽ có những sự hỗ trợ đến với những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất ạ. Cảm ơn cô chú anh chị nhiều lắm. Và cảm ơn anh Chí hỗ trợ cho ông ngoại nữa.